Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 22 tháng 5 năm 2017, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về phỏng vấn Đức Tân Giám mục Phó Giáo phận Đà Lạt. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, từ chương 15 câu 26 đến chương 16 câu 4a. Khi Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là thần khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu. Thầy đã nói với anh em các điều ấy, để anh em khỏi bị vấp ngã. Họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường. Hơn nữa, sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em, cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa. Họ sẽ làm như thế, bởi vì họ không biết Chúa Cha, cũng chẳng biết Thầy. Nhưng Thầy đã nói với anh em những điều ấy, để khi đến giờ họ hành động, anh em nhớ lại là Thầy đã nói với anh em rồi. Quý vị và các bạn thân mến, những người Do Thái coi Chúa Giêsu là một kẻ lộng ngôn phạm thượng, và các Kitô hữu là những người phản bội Do Thái. Những người Do Thái, họ chỉ tin vào Gia-vê, còn Chúa Giêsu chỉ là một vị ngôn sứ mà thôi, không phải là Thiên Chúa. Do đó, họ giết Chúa Giêsu và bắt bớ các Kitô hữu. Các Kitô hữu là những người tin vào Ngài. Chúa Giêsu đã báo trước điều đó cho các môn đệ biết. Họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường. Thấy trước những khó khăn đó, Chúa Giêsu đã trấn an họ rằng: Chúa Cha sẽ sai Chúa Thánh Thần đến. Chúa Thánh Thần là Đấng phù trợ. Ngài sẽ che chở và bênh vực các môn đệ trong cơn bắt bớ. Ngài sẽ dạy cho các môn đệ biết cách làm thế nào để làm chứng cho Chúa Giêsu, sẽ giúp cho những người Do Thái hiểu
Chúa Giêsu là đấng cứu độ muôn người. Từ đó, họ sẽ theo và tin vào Ngài. Trong bài đọc 1, các phụ nữ họp nhau để cầu nguyện. Đây là các phụ nữ Do Thái, vì họ giữ ngày Sa-bát. Và Phao-lô đã đến đó gặp họ. Phao-lô giảng, nhưng chính Thiên Chúa dọn lòng họ để họ nghe. Hay nói cách khác, chính Chúa Thánh Thần đã khai trí mở lòng cho một phụ nữ. Bà đã nhận ra Chúa Giêsu là ai. Sau đó, bà và cả gia đình xin được rửa tội. Thánh Rita mà giáo hội mừng kính hôm nay đã gặp chuôn chuyên ngay từ bước đầu tiên khi người muốn dâng mình trọn vẹn cho Chúa. Nhưng vì vâng lời cha mẹ, người đã kết hôn với một người chồng thô bạo, hung tợn và rất nóng tính. Thánh nhân đã can đảm, anh dũng và kiên trì cầu nguyện cho một người chồng lơ đãng, coi thường đạo lý và ham mê sắc dục. Lời cầu nguyện ròng rã của bà trong 18 năm trời đã được Chúa nhậm lời cho người chồng hung bạo, được ơn sám hối, an năn trở về với Chúa. Chúa đã cắt người chồng của Rita bằng một cái chết do mối thù truyền kiếp của kẻ thù gây ra. Sóng gió tưởng qua đi, nào ngờ hai đứa con của bà đòi trả thù. Rita lại tiếp tục cầu nguyện, thà cho hai con bà chết, còn hơn để chúng còn sống mà phạm tội làm mất nước thiên đàng. Chúa đã nhậm lời Rita. Hai người con ngã bệnh nặng, bà đã chăm sóc, khuyên răn hai người con trở về với Chúa trước khi chúng nhắm mắt lìa đời. Thánh Rita đã xin nhập dòng Thánh Augustine ở Cassia, nhưng bị từ chối vì bà đã có chồng, không còn trinh khiết. Thánh nhân đã kiên trì cầu nguyện và phấn đấu hết sức, tin tưởng, cậy trông, phó thác nơi Chúa. Chúa đã chấp nhận lời Rita cầu xin và đã can thiệp bằng phép lạ để Ngài được nhận vào dòng Augustine. Qua câu chuyện của Thánh Rita, chúng ta thấy Chúa Thánh Thần luôn hướng dẫn con người. Điều quan trọng là chúng ta có biết phó thác, kiên trì và tin tưởng vào sự hướng dẫn của Ngài hay không. Thánh Rita đã kiên trì cầu nguyện, và Chúa Thánh Thần đã khai lòng mở trí cho chồng và hai người con của Ngài để hướng dẫn họ trở về với Chúa. Như thế, thánh nhân không chiến đấu những khó khăn một mình, nhưng cùng với Chúa Thánh Thần. Trước những khó khăn của cuộc sống, ước gì mỗi người không luôn cậy dựa vào sức mình, nhưng biết cầu xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn để Ngài có thể giúp mỗi người vượt qua những khó khăn ấy. Chúng ta không được nản chí trước những khó khăn khi rao giảng tin mừng và làm chứng cho Chúa, nhưng phải tin vào sức mạnh của Chúa Thánh Thần luôn có thể thắng vượt những cạm bẫy. Chúa Thánh Thần chính là món quà của Thiên Chúa gửi đến cho nhân loại. Amen. Sạch bao vết nhơ, làm tươi mới cuộc.
sống vươn dậy ngàn nơi. Trong như ngọn lửa hồng, Ngài đổi mới mọi người, mọi nơi. Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Đức Duy phụ trách. Tin Ai Cập. Đường lưu vong của Thánh gia ở Ai Cập xưa kia trở thành di sản thế giới. Con đường Thánh gia, con đường mà theo truyền thống, Đức Mẹ và Thánh Giô-se đã đưa Chúa Giê-xu trốn sang Ai Cập khi chạy trốn vua Hê-rô-đê, sẽ được định vị trên bản đồ các địa điểm di sản quốc tế của tổ chức UNESCO. Quyết định của UNESCO sẽ đem lại mối lợi cho ngành du lịch của Ai Cập, nơi có số lượng du khách giảm sút vì lý do khủng bố và bất an trong vùng. Theo Nhật báo Ai Cập, từ năm 2015, đến năm 2016, các chuyến bay đến nước này giảm khoảng 40%. Trong những năm gần đây, Bộ Du lịch Ai Cập đã khởi xướng các chuyến hành hương theo hành trình của Thánh gia, dựa trên tin mừng và truyền thống Kitô giáo. Chuyến viếng thăm Ai Cập của Đức Giáo hoàng Phanxicô được xem như là một cơ hội mở ra ngành du lịch cho các tín hữu hành hương. Hôm mùng 9 tháng 5 vừa rồi, không đầy 2 tuần sau chuyến viếng thăm của Đức Thánh cha Phanxicô, Bộ trưởng Du lịch Ai Cập, ông Yahya Rashid, đã đến Vatican để quảng bá chương trình hành trình của Thánh gia. Các địa điểm dọc con đường Thánh gia được Giáo hội Chính thống và Đức Thượng phụ Tawatros thứ hai chỉ định và chấp nhận. Theo nhật báo Ai Cập, các tín hữu hành hương sẽ viếng thăm các điểm khảo cổ. Giai đoạn thứ nhất bao gồm nhà thờ Thánh Sergio và vùng lân cận ở miền Ai Cập cổ, các đan viện của Wadi El Latrun thuộc tỉnh Behera, cây trinh nữ ở Matariza, đan viện Gabal Ente ở Minja và tất cả các nơi khảo cổ ở Asiut. Hành trình bắt đầu từ miền Ai Cập cổ, được biết như hành trình Babylon, nơi Thánh gia đã sống trong một hang hiện nằm trong nhà thờ Thánh Sergio. Hành trình sẽ bao gồm nhà thờ Treo và sẽ dẫn đến Man Adi để thăm nhà thờ Đức Trinh Nữ Maria ở miền nam Cairo, rồi đi đến Wadi El Natrun trên bờ tây của sông Nin, nơi có rất nhiều đan viện và nhà thờ. Hành trình sẽ tiếp đến đan viện Gabal Ente ở Minja và đến đan viện Muhatrak ở Asiut, nơi Thánh gia sống 6 tháng trong hang của đan viện. Cuối cùng là núi Tronka. Trên núi này có một hang cổ xưa là nơi Thánh gia cư trú
trước khi trở về quê hương. Tin Roma. Chương trình đồng tiền Thánh Phêrô tham gia mạng xã hội Facebook. Sau khi đăng ký tài khoản trên Twitter và Instagram hồi đầu năm nay, chương trình đồng tiền Thánh Phêrô sẽ mở tài khoản trên mạng xã hội Facebook. Đây là sự trợ giúp kinh tế của các tín hữu vào các hoạt động bác ái của Đức Giáo Hoàng. Theo truyền thống, việc quyên góp cho đồng tiền Thánh Phêrô được thực hiện trong toàn giáo hội Công giáo, tại các giáo phận, vào ngày 29 tháng 6, lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, hoặc là ngày Chủ nhật gần ngày lễ này. Đầu tiên, trang Facebook của chương trình này sẽ bằng tiếng Ý. Sau đó các phiên bản tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh cũng sẽ được thực hiện. Mục đích của việc tham gia Facebook là tạo một không gian cho tất cả để chia sẻ và giới thiệu cho mọi người biết các hoạt động bác ái do chương trình này thực hiện. Trên mạng Facebook, đồng tiền Thánh Phêrô nhằm đối thoại với tất cả những người muốn giúp đỡ những người nghèo khổ và trợ giúp cụ thể cho các hoạt động bác ái của Đức Giáo Hoàng. Từ nhiều thế kỷ, đồng tiền Thánh Phêrô đã dấn thân hỗ trợ các dự án lớn nhỏ trên khắp thế giới, như mở rộng cơ sở Filippo Spandone cho các trẻ em nghèo và khiếm thính ở Kigali, nước Rwanda, trao 10 học bổng giúp các sinh viên đại học trẻ di tản người Kurd ở Iraq, hay mở một trường tiểu học mới cho các trẻ em tầng lớp Dalit cùng Đinh ở Ấn Độ. Trên trang Facebook, tổ chức này sẽ nói về các hoạt động bác ái và các dự án đang chờ được thực hiện, với các tin tức liên tục được cập nhật. Giống như các tài khoản đã được đăng ký trên các mạng xã hội khác, việc đăng ký trên Facebook là do ý muốn của Tòa Thánh và là kết quả của sự cộng tác chặt chẽ giữa Phủ Quốc vụ Khanh, Bộ Truyền thông và Phủ Thống đốc Thành Vatican. Số tiền quyên góp được cho chương trình đồng tiền Thánh Phêrô được gửi cho Đức Thánh Cha và Ngài sẽ dùng để trợ giúp tài chính cho các nhu cầu của Giáo hội Hoàn Vũ và các hoạt động bác ái dành cho những người nghèo khổ nhất. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định Thánh Thần giúp hiệp nhất, còn ý thức hệ gây chia rẽ. Học thuyết đúng đắn giúp tạo nên sự hiệp nhất, nhưng ý thức hệ thì gây ra chia rẽ. Đi theo con đường tin mừng của Chúa Giêsu dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, thì tâm hồn luôn rộng mở và hướng đến hiệp nhất. Đi theo các ý thức hệ chỉ dẫn tới khép kín và chia rẽ. Đức Thánh Cha chia sẻ như thế trong thánh lễ sáng ngày 19 tháng 5 tại nhà nguyện Thánh Marta. Đức Thánh Cha nói, bài đọc trích sách Tông đồ Công vụ kể về hai thái độ, hai lối hành xử khác nhau. Thứ nhất là cách thức của các tông đồ, cách thức của hiệp nhất. Khi có vấn đề nảy sinh, nhóm các tông đồ đã họp lại để cùng nhau thảo luận. Thứ hai là cách thức của những người gây chia rẽ. Có những người khác lại đi tạo ra những vấn đề. Họ gây ra điều này điều nọ để chia rẽ giáo hội. Họ nói rằng những gì các tông đồ nói thì không đúng như Chúa Giêsu nói. Họ cho rằng những gì các tông đồ nói thì không thật. Rồi Đức Thánh Cha nói tiếp. Sau khi thảo luận với nhau, các tông đồ đã đồng tâm nhất trí về cách giải quyết vấn đề. Nhưng hãy lưu tâm rằng đây không phải là lối đồng thuận kiểu chính trị. Bởi lẽ, các tông đồ được soi sáng bởi Chúa Thánh Thần. Các ngài được Thánh Thần hướng dẫn để nói điều gì cần, điều gì không đúng cho thời đó. Với các bổn đạo mới mà không phải là Do Thái, các tông đồ viết, Thánh Thần và chúng tôi đã quyết định không đặt lên vai anh em một gánh nặng nào khác, ngoài những điều cần thiết này, là kiêng ăn đồ đã cúng cho ngẫu tượng, kiêng ăn tiết, kiêng ăn thịt loài vật không cắt tiết
và tránh gian dâm. Vấn đề ở đây là, học thuyết của giáo hội vừa đến từ tin mừng, vừa đến từ sự soi sáng của Chúa Thánh Thần. Bởi vì chính Chúa Giê-xu đã nói, Thánh Thần sẽ dạy anh em mọi điều, và sẽ nhắc anh em nhớ mọi điều Thầy đã dạy anh em. Tuy nhiên, có những người nhầm lẫn giữa học thuyết của giáo hội với các ý thức hệ. Đây là sự nhầm lẫn lớn nhất của họ. Và Đức Thánh Cha kết thúc, những người nhầm lẫn như thế, thay vì trở thành các tín hữu, họ lại đi theo các ý thức hệ. Đi theo ý thức hệ có nghĩa là đóng cửa tâm hồn trước hoạt động của thần khí. Trái lại, với những người ấy, các tông đồ đã cùng nhau mạnh mẽ thảo luận, đồng thời mở lòng trước sự hướng dẫn của Thánh Thần. Với huấn quyền của riêng mình, với thẩm quyền giáo huấn của Đức Giáo Hoàng, của các đức giám mục, của các hội đồng, chúng ta phải đi trên con đường đó. Con đường phát xuất từ việc rao giảng của Chúa Giê-xu và từ sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Con đường này luôn rộng mở, luôn hướng đến hiệp nhất. Trong khi đó, các ý thức hệ thì luôn phân chia và chia rẽ. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về phỏng vấn Đức Tân Giám Mục Phó Giáo Phận Đà Lạt do An Lê trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, hôm mùng 8 tháng 4 vừa qua, Văn phòng Báo chí Tòa Thánh loan tin Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh, đại diện tư pháp Giáo phận Đà Lạt, làm giám mục phó Giáo phận Đà Lạt, Việt Nam. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần cuối nội dung bài phỏng vấn Đức Tân Giám mục phó Giáo phận Đà Lạt do phóng viên Lê Quang Vinh của Thông tấn xã Công giáo Việt Catholic thực hiện. Trả lời cho câu hỏi về tình hình giáo phận Đà Lạt và về công việc mục vụ cho anh chị em các sắc tộc trong giáo phận, Đức Cha Đa Minh cho biết như sau. Một nét truyền giáo đặc biệt của giáo phận Đà Lạt là việc truyền giáo cho anh chị em dân tộc bản địa. Kể từ khi thừa sai Jean Cassin được cử lên thí điểm truyền giáo Di Linh vào năm 1927, rồi đến các cha thuộc hội thừa sai Paris tới Đà Lạt vào thập niên 1940. Các cha dòng Chúa Cứu Thế tại Phú Sơn vào thập niên 1950, rồi các cha thuộc tu đoàn truyền giáo Thánh Vinh Sơn. Thì tiếp sau đó, liên tục có các linh mục giáo phận, các nữ tu thuộc nhiều hội dòng dấn thân vào hoạt động này. Từ năm 2016, số giáo dân người dân tộc là 137.493, chiếm hơn 1/3 tổng số giáo dân trong giáo phận, khoảng 36%, và đã có trên 10 linh mục và khoảng trên 30 nữ tu người dân tộc. Trong chiều hướng truyền giáo và phát triển văn hóa người dân tộc, phải kể đến hai công trình dịch thuật và bảo tồn chứng tích văn minh. Dịch thuật, dịch kinh lễ và nghi thức bí tích sang tiếng dân tộc Cơ Ho, biên soạn từ điển, đặc biệt bản dịch sách lễ Roma tiếng Cơ Ho đã được Tòa Thánh phê chuẩn để dùng trong phụng vụ. Công trình bảo tồn chứng tích văn minh, thu góp các sinh hoạt đủ loại, sưu tầm sử thi, truyện cổ dân gian, những sách vở và hình ảnh về đồng bào dân tộc. Một tòa nhà tại trung tâm mục vụ giáo phận đã được dành riêng làm phòng truyền thống, đón nhận các chứng tích văn minh liên hệ đến nếp sống của các dân tộc bản địa.
Phòng truyền thống đã mở cửa vào tháng 10 năm 2011, với phần về dân tộc ở tầng trệt và phần trình bày lịch sử truyền giáo của giáo phận ở tầng trên, hoàn tất vào năm 2016. Về nhân sự truyền giáo, giáo phận Đà Lạt có khá nhiều linh mục rất giỏi tiếng dân tộc và đã dấn thân hoạt động truyền giáo hữu hiệu nơi anh chị em dân tộc. Tôi luôn cảm phục những tấm gương truyền giáo của các linh mục bậc thầy hoặc đàn anh như của cố linh mục Lorenzo Phạm Giáo Hóa, với bài sai truyền giáo cho người dân tộc ngay từ những năm 1958, và được anh chị em dân tộc Cơ Ho gọi là cha già. Linh mục nghĩa tử của ngài, hiện là tổng đại diện, cũng đã theo ngài trên các nẻo đường vào các buôn làng dân tộc từ trước năm 1975, và đã có những đóng góp đáng kể trong nhiều lĩnh vực, kể cả phụng vụ. Linh mục Đa Minh Nguyễn Huy Trọng, gần 50 năm sống và làm việc nơi anh chị em dân tộc, với nỗi đam mê thu thập ghi chép lại văn hóa, ngôn ngữ và những phong tục của người dân tộc Cơ Ho. Đến nay, một công trình thu thập khổng lồ đã lên đến 20.000 trang, và vừa mới ra đời tập 1 vào đầu năm 2017 với tựa đề Phác họa chân dung dân tộc Cơ Ho, qua niềm tin cơ bản và phong tục tập quán, và dự trù sẽ xuất bản 10 tập. Bản thân tôi không giỏi tiếng dân tộc, và tôi biết đó là một bất lợi, một khó khăn mà có lẽ Chúa sẽ giúp tôi dần dần vượt qua. Bởi thế, tôi rất trân trọng cảm thức của Đức cha Anton Giám mục Giáo phận Đà Lạt khi quyết định tạo điều kiện cho các chủng sinh của giáo phận được đào tạo tại địa phương để có thể học ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số miền Lâm Đồng và tiếp cận với những môi trường điều kiện sống cụ thể của họ, nhằm sẵn sàng theo bước các cha anh dấn thân vào công việc truyền giáo cho anh chị em dân tộc, một thành phần đông đảo và là nét đặc biệt của giáo phận Đà Lạt. Khi được hỏi về khẩu hiệu và biểu tượng huy hiệu giám mục của mình, Đức Tân Giám mục Phó Giáo phận Đà Lạt đã cho biết và giải thích ý nghĩa như sau. Rất cảm ơn trang web Việt Catholic cho tôi có dịp chia sẻ về khẩu hiệu giám mục. Khẩu hiệu được chọn cho sứ vụ giám mục của tôi là Mẹ và Mục tử. Với ước mong, những người muốn đến với mình thì gặp được một mục tử có tấm lòng của một người mẹ. Khẩu hiệu này được gợi hứng từ ước mơ của Đức Thánh Cha Francisco, mà Ngài nhiều lần nhắc đến trong các cuộc nói chuyện hoặc trả lời phỏng vấn. Tôi mơ ước một giáo hội là mẹ và là mục tử. Người mục tử thì gần gũi đoàn chiên của mình, đến nỗi biết từng con chiên, sẵn sàng hiến mạng sống mình vì đoàn chiên, miễn sao chiên được sống và được sống dồi dào. Hiến tế mạng sống mình để đoàn chiên được sống, đối với người mục tử, có nghĩa là trở thành một người cha, người mẹ thiêng liêng, mà sợi dây liên kết dường như vô tận. Có người mẹ nào quên được đứa con thơ của mình, hay cạn tình thương với đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần cuối nội dung buổi phỏng vấn Đức cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh sau khi được Đức Thánh cha Francisco bổ nhiệm làm giám mục phó giáo phận Đà Lạt hôm mùng 8 tháng 4 vừa qua. Cuộc phỏng vấn do Lê Quang Vinh thuộc Thông tấn xã Công giáo Việt Catholic thực hiện. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, theo lịch phụng vụ Roma, mùa thường niên có tất cả 7 lễ kính Chúa. Trước đây, chúng ta đã có dịp nói về 3 lễ kính Chúa được cử hành trong gia đình phụng vụ, nghĩa là được cử hành trong cả giáo hội Đông Phương và Tây Phương, gồm lễ Chúa Hiển Dung, lễ Suy Tôn Thánh Giá và lễ Cung Hiến Thánh Đường. Bắt đầu từ bài này,
chúng ta sẽ nói đến bốn lễ kính Chúa chỉ được cử hành trong nghi thức phụng vụ Roma, gồm lễ Chúa Ba Ngôi, lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô, lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu và lễ Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ. Trước hết, chúng ta bàn về lịch sử và phụng vụ của lễ Chúa Ba Ngôi. Một, nguồn gốc và sự phát triển lễ Chúa Ba Ngôi. Sách Bí tích Gelasio ở thế kỷ thứ 7 dành cho Chúa Nhật sau lễ hiện xuống lời tiền tụng cùng với Con Một Chúa. Trong đó, giải thích về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi và nhấn mạnh đến thực tại Ba Ngôi trong một bản tính. Đó là lời gợi ý đặc biệt nhất về mầu nhiệm Ba Ngôi trong ngày nói trên. Vào khoảng năm 800, Anquino đã soạn một tập sách mỏng về các bài lễ trong tuần và có một lễ về Chúa Ba Ngôi. Tập sách mỏng này đã rất thành công, đặc biệt là tại các nhà thờ không có khả năng mua sắm một sách lễ đầy đủ. Không lâu sau đó, lễ Chúa Ba Ngôi được tách ra khỏi lễ ngoại lịch và được ghi vào sách lễ ở Chúa Nhật đầu hay cuối mùa sau lễ hiện xuống. Đến đầu thế kỷ thứ 10, Đức cha Etienne, giám mục Liège, soạn một bộ kinh nguyện nhằm bổ sung cho ngày lễ được đầy đủ. Như vậy, đã có đầy đủ các yếu tố cho một cuộc cử hành phụng vụ lễ Chúa Ba Ngôi. Thế nhưng, mặc cho các nghi thức phụng vụ đã có đầy đủ, Đức Giáo hoàng Alessandro Đệ Nhị vẫn cho rằng, theo nghi thức Roma, thì không cần phải dành một ngày đặc biệt để tôn kính Chúa Ba Ngôi. Bởi vì, nói đúng ra, Chúa Ba Ngôi đã được tôn vinh trong mọi ngày, khi chúng ta đọc vinh tụng ca kết thúc mỗi thánh vịnh bằng kinh sáng danh. Một thế kỷ sau đó, Đức Giáo hoàng Alessandro Đệ Tam cũng nghĩ như vậy. Trong khi tông tòa còn dè dặt, thì việc mừng lễ Chúa Ba Ngôi không ngừng lan rộng trong các miền lãnh thổ khác nhau, đặc biệt là trong các tu viện. Tại Cluny, người ta đã bắt đầu mừng lễ từ năm 1030. Và tại Situ, người ta thành lập lễ vào năm 1271. Thế nhưng, người ta chưa thống nhất với nhau được ngày mừng lễ. Một số nơi mừng vào Chúa Nhật sau lễ hiện xuống, chỗ khác mừng vào Chúa Nhật trước mùa vọng. Mãi tới năm 1334, Đức Giáo hoàng Gioan thứ 22 mới ấn định mừng lễ Chúa Ba Ngôi vào Chúa Nhật sau lễ hiện xuống và truyền áp dụng cho tất cả phụng vụ Tây phương. Sách lễ của Công đồng Trento đã giữ lại nghi thức thánh lễ của Anquino, nhưng phần phụng vụ kinh nguyện của Đức cha Etienne thì đã được sửa lại. Mặc dầu Giáo hội Đông phương không cử hành lễ Chúa Ba Ngôi, nhưng họ cũng dành phần lớn các bài hát trong Chúa Nhật hiện xuống để suy niệm về mầu nhiệm này và cử hành tưởng niệm Chúa Thánh Thần hiện xuống với các tông đồ vào ngày hôm sau. Hai, phụng vụ ngày lễ. Như đã nói ở trên, phụng vụ lễ Chúa Ba Ngôi được dựa vào lời tiền tụng của sách Bí tích Gelasio cổ. Các lời nguyện khác đều mang âm hưởng của văn bản này. Lời tiền tụng lễ Chúa Ba Ngôi trong sách Roma hiện nay có đoạn như sau. Cùng với Con Một Chúa và Chúa Thánh Thần, Chúa là Thiên Chúa duy nhất, là Chúa Tể duy nhất, không phải trong một ngôi đơn độc, nhưng trong ba ngôi cùng một bản thể. Nhờ mặc khải Chúa ban, chúng con tin Chúa là đấng vinh hiển. Và chúng con cũng tin như thế về Con Chúa và Chúa Thánh Thần. Và khi tuyên xưng Chúa là Thiên Chúa chân thật và hằng hữu, chúng con tôn thờ ba ngôi tuy riêng biệt, nhưng cùng một bản thể duy nhất và một uy quyền ngang nhau. Ngoài ra, các bài đọc trong chu kỳ 3 năm đã làm cho phụng vụ lời Chúa của ngày lễ thêm phong phú. Các bài đọc trích từ sách Xuất Hành, chương 34, từ câu 4b đến câu 6 và từ câu 8 đến câu 9 cho 5a và sách Đệ Nhị Luật chương 4
từ câu 32 đến câu 34 và từ câu 39 đến câu 40 cho 5b, công bố sự siêu việt của Thiên Chúa, đấng duy nhất và đầy tình thương. Bài đọc trích sách Châm Ngôn, chương 8 từ câu 22 đến câu 31 cho 5c, mời gọi chúng ta lắng nghe lời đức khôn ngoan của Thiên Chúa, đấng như một ngôi vị sống động. Các bài thánh thư của Thánh Phaolô, 5a, thư thứ hai gửi Côrintô, chương 13 từ câu 11 đến câu 13. 5b, thư gửi Roma, chương 8 từ câu 14 đến câu 17. Và 5c, thư gửi Roma, chương 5 từ câu 1 đến câu 5. Gợi lại hoạt động của từng ngôi trong tâm hồn các tín hữu. Bài tin mừng 5a thuật lại việc Chúa Cha sai Chúa Con. Gioan, chương 3 từ câu 16 đến câu 18. 5b, trình bày lời loan báo Thánh Thần sắp đến. Gioan, chương 16 từ câu 12 đến câu 15. Và 5c, nói về việc Chúa Giêsu sai các tông đồ đi rửa tội cho muôn dân. Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Matthew chương 28, từ câu 16 đến câu 20. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài tìm hiểu về lịch sử và phụng vụ lễ Chúa Ba Ngôi. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Vừa rồi là phần học hỏi phụng vụ. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã cùng tìm hiểu phần thứ nhất của chuyên đề nói về sự tiến triển của học thuyết xã hội về vấn đề chính trị. Trong bài hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn những nguyên tắc luân lý về hoạt động chính trị. Thứ nhất, vài nguyên tắc luân lý căn bản của sinh hoạt chính trị. Dĩ nhiên, học thuyết xã hội của giáo hội giả thiết rằng con người cần phải sống trong xã hội và xã hội cần có một quyền bính. Chúng ta không thể nào chấp nhận thuyết vô chính phủ vì nó dễ đưa tới chế độ luật rừng. Những nguyên tắc phát biểu sau đây đặt ra những tiêu chuẩn trong việc tổ chức trật tự xã hội. 1. Trật tự xã hội cần được dựa trên 4 cột trụ sau đây: chân lý, công bằng, tình yêu và tự do. 4 cột trụ ấy được Đức Gioan 23 phát biểu trong thông điệp Pacem in Terris và được Công đồng Vaticano đệ nhị lặp lại trong Hiến chế Vui mừng và Hy vọng số 26. Thứ nhất, nói tới chân lý, sự thực, có nghĩa là tránh đi những gì gian dối, úp mở. Áp dụng vào lĩnh vực chính trị, chân lý đòi hỏi phải hành động thẳng thắn, sáng sủa, dưới ánh sáng mặt trời, chứ không phải lén lút, âm mưu, xảo quyệt. Chân lý đòi hỏi quyền được thông tin trung thực. 2. Công bằng, nghĩa là của ai thì phải trả cho người ấy. Công bằng xã hội không những chỉ đòi hỏi cấm trộm cắp, nhưng còn phải lưu ý tới hạng người thấp cổ bé họng đã bị tước lột tất cả những quyền lợi căn bản của họ. Công bằng cũng bao hàm quyền của các công dân được tham gia vào việc điều hành quốc gia. 3. Tình yêu. Lịch sử cho thấy rằng tình yêu hay bác ái đã đi trước dọn đường cho công bằng. Một vài trợ cấp trước đây được coi như là do lòng nhân đạo
thì dần dần đã trở thành quyền lợi xã hội. Dù vậy, công bằng không bao giờ nên tách rời khỏi bác ái. Một xã hội chỉ biết có công bằng mà không đếm xỉa tới bác ái thì sẽ biến những tương quan xã hội thành chế độ bàn giấy, thành những tranh chấp quyền hành hay quyền lợi. Và 4. Tự do. Trước đây, các văn kiện học thuyết xã hội nhấn mạnh nhiều tới quyền bính trong xã hội. Nhưng từ Công đồng Vaticano đệ nhị có sự chuyển hướng, đó là cần phải nhìn nhận cho các công dân sự tự do đến mức tối đa. Sự tự do chỉ bị hạn chế khi công ích đòi hỏi. Sau khi bức tường Bá Linh sụp đổ, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã viết trong thông điệp Centesimus Annus số 25 như sau. Tự do là một yêu sách của phẩm giá con người. Những chế độ hạn chế quyền tự do nhân danh một thứ trật tự mà chính họ áp đặt thì sớm muộn gì không những sẽ sụp đổ mà còn lôi cuốn theo sự băng hoại của xã hội nữa. Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể bỏ qua sự kiện lịch sử là chủ nghĩa cộng sản đã bành trướng trong quá khứ khi mà tại các nước mệnh danh là tự do đã làm biến dạng ý nghĩa của từ ngữ này. Hoặc là tự do chỉ nằm trong tay một thiểu số, còn đa số thì làm nô lệ. Hoặc là tự do đồng nghĩa với phóng túng lăng loàn, không còn đếm xỉa gì đến chân lý, công bằng và yêu thương. Như chúng ta đã biết, sự tôn trọng tự do được phát biểu cụ thể qua sự bảo vệ nhân quyền. Thứ hai, con người cần tới xã hội để phát triển. Và mục tiêu của xã hội nhằm phụng sự con người. Con người phải là nguyên ủy, chủ thể và cứu cánh của các thể chế xã hội. Giao điểm giữa cứu cánh của con người với cứu cánh của xã hội là công ích. Khái niệm về công ích được diễn tả ở các thông điệp Mate est magistra số 65, Pace interis số 53-57, Gaudium et Spes số 73-74, Centesimus Annus số 47, Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo số 105-112. Công ích bao gồm 3 yếu tố chính sau đây. 1. Tôn trọng và cổ võ các quyền căn bản của con người. 2. Việc phát triển những nhu cầu tinh thần và vật chất của xã hội. Và 3. Hòa bình và an ninh của xã hội và của các phần tử. Thứ ba, không thể hoàn toàn đồng hóa xã hội với quốc gia hay nhà nước. Quốc gia là một cấp của xã hội, quen gọi là xã hội chính trị. Ngoài xã hội chính trị, còn có những xã hội dân sự khác nữa, thí dụ như gia đình, hiệp hội, tôn giáo. Trong các xã hội sơ khai cổ truyền, thí dụ như trong các bộ lạc, không có sự phân biệt ấy. Nhưng với những xã hội tân tiến và đa diện ngày nay, sự phân biệt ấy ngày càng rõ rệt. Sự phân biệt giữa quốc gia với nhà nước cũng đã được các pháp chế dân chủ nhìn nhận. Nhà nước ám chỉ bộ máy pháp lý quyền hành của quốc gia. Bộ máy ấy có thể thay ngôi đổi chủ hay biến dạng, còn quốc gia dân tộc là cái gì bền vững trường tồn. Dù sao đi nữa, giáo hội chống lại tất cả mọi chủ nghĩa toàn chế khi đặt nhà nước làm tiêu chuẩn pháp lý tối thượng, không đếm xỉa gì tới Thiên Chúa, đến luật tự nhiên, lương tâm con người. Những chế độ định đoạt tất cả các sinh hoạt không chừa chỗ cho những xã hội khác như hiệp hội, gia đình. Đối lại, một đảng học thuyết xã hội khẳng định rằng còn có một thứ luật cao hơn luật nhà nước, như luân lý, luật tự nhiên. Đảng khác đề ra nguyên tắc hỗ trợ mà chúng tôi đã có lần nói tới. Và sau cùng, nếu từ thời các giáo phụ, luân lý công giáo đã đề cao việc tùng phục các nhà cầm quyền hợp pháp, thì trong thời cận đại, học thuyết xã hội phải giải quyết vấn nạn khi nào được bất tuân chính quyền bất hợp pháp. Học thuyết xã hội phải giải quyết vấn nạn khi nào được bất tuân chính quyền bất hợp pháp, thậm chí bằng sự kháng cự vũ trang.
Như được nói ở các thông điệp Pace Interis số 161 và 162, Gaudium Espes số 74, Populorum Progressio số 11 và 31, Octogesima Adveniens số 3, số 4 và số 15, số 26, 28 và 43. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 2242 đến 2243. Thêm vào đó, học thuyết xã hội còn nhấn mạnh quyền lợi và nghĩa vụ của các công dân được tham gia vào đời sống chính trị, như sẽ trình bày trong bài tới. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện. Lạy Chúa, niềm tin con như đã mất giữa cuộc đời tràn đầy nghi nan, con đâu biết tin vào ai. Ngài ơi, thập giá con không tìm đến, mãi ngập chìm vào đam mê, con quên đường về nhà Chúa. Ngài ơi, niềm tin một niềm tin, một niềm tin người sáng nơi Ngài. Xin cho con một niềm tin, một niềm tin dù trong nguy khó, con xin dâng Ngài con tin, một con tin lơ lửng ê chề. Xin cho con một niềm tin, con biết được tình Chúa. Gioan Giacvô, sinh năm 1752 tại Cát Gien Than, miền Nam nước Pháp. Năm 20 tuổi, Gioan Giacvô xin vào dòng Đa Minh. Khi lãnh tu phục, chàng lấy tên thánh là Tôma. Từ đây chàng được gọi là Gioan Giacvô Tôma. Chàng sống đời dâng hiến trong dòng và trở thành linh mục giảng thuyết. Cuộc cách mạng Pháp bùng nổ từ năm 1789 đến năm 1799 đã ảnh hưởng đến nước Pháp, đến thế giới, và giáo hội công giáo tại Pháp cũng trải qua nhiều biến động. Cuộc cách mạng diễn ra, chính quyền mới đã ban hành luật xóa bỏ những đặc quyền của giới giáo sĩ, chuyển toàn bộ tài sản của giáo hội cho chính quyền quốc gia. Ngoài ra, còn có thêm luật được nhà vua ấn ký, đã biến các giáo sĩ trở thành những người làm công cho nhà nước và yêu cầu họ phải tuyên thệ tuyệt đối trung thành với hiến pháp, đồng thời cũng biến giáo hội công giáo thành một lực lượng của nhà nước thế tục. Phản ứng lại bộ luật này, các giáo sĩ của giáo hội công giáo Pháp
đã bị phân hóa thành hai phái. Một là phái tuyên thệ, gồm những người đã lập lời thề, chấp nhận sự sắp đặt mới của nhà nước. Hai là phái không tuyên thệ, gồm những người không chịu chấp nhận theo sự sắp đặt của chính quyền. Những giáo sĩ không chịu chấp nhận theo sự sắp đặt của chính quyền sẽ bị bắt và bị thảm sát trên toàn đất Pháp. Các tu viện bị phá hủy và giải tán. Năm 1793, cha Gioan Giacgio Toma bị bắt cùng với 64 người khác là những người quyết trung thành bảo vệ đức tin. Cha bị nhốt trong một nhà tù ở Nancy dưới triều đại Augustino độc ác từ tháng 5 đến tháng 8 năm 1794. Nhiều người bị bắt và bị giết. Cha Gioan Giacgio Toma cũng đã bị sát hại ngày 11 tháng 8. 200 năm sau, ngày 10 tháng 10 năm 1995, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo II đã tôn cha lên hàng chân phước. Thể chế xã hội luôn ảnh hưởng đến tôn giáo. Có những thể chế xã hội nâng đỡ niềm tin tôn giáo. Có những thể chế xã hội tiêu diệt niềm tin. Cuộc cách mạng Pháp xuất hiện, thể chế xã hội mới này loại trừ niềm tin tôn giáo. Cha Gioan Giacgio Toma và 64 anh chị em khác vẫn giữ vững đức tin trong các biến động của thời cuộc. Đó là một ân ban và là điều chúng ta phải tha thiết cầu xin Chúa. Hàng năm, Giáo hội Công giáo có thêm nhiều anh chị em tân tòng lãnh các bí tích khai tâm. Các anh chị em này được làm con Chúa và được hiệp thông trong giáo hội. Đây là niềm vui thật lớn lao vì ơn đức tin Chúa ban cho các anh chị em ấy. Việc lãnh nhận đức tin là quan trọng, nhưng việc giữ cho đức tin được bền vững và lửa đức tin được bừng sáng là điều cần thiết. Thánh Thomas Aquino, vị tiến sĩ thiên thần đã nói: đức tin là một tập quán của tâm trí. Nhờ đó, đời sống vĩnh cửu được khởi đầu trong chúng ta. Không có đức tin thì không thể làm vui lòng Thiên Chúa được. Chúng ta cũng không thể đạt được ơn cứu độ và sự sống vĩnh cửu trừ khi chúng ta có đức tin và tin những điều Thiên Chúa mặc khải cho chúng ta. Vậy nên, đức tin hữu ích để mở cánh cửa dẫn đến ước ao trong sâu thẳm tâm hồn mình là hạnh phúc đời đời với Thiên Chúa. Và theo nghĩa nào đó, đời sống đó khởi đầu ngay khi chúng ta có đức tin và chấp nhận để ơn Chúa hoạt động trong tâm hồn mình. Khi các anh chị em tân tòng lãnh nhận phép rửa, họ bước vào một cộng đoàn niềm tin. Họ không tách rời khỏi xã hội cũ nơi họ sống và làm việc. Niềm tin và cách sống của con người mới được đặt trong môi trường mà ở đó các anh chị em ấy trở thành muối, men và ánh sáng. Chúng ta và các anh chị em ấy cũng phải luôn tự hỏi, chúng ta phải làm gì để nuôi dưỡng đức tin của mình? Thánh Thomas Aquino trả lời giúp: chúng ta có thể lớn lên trong đức tin qua việc lãnh nhận các bí tích, suy gẫm sách thánh và các giáo huấn của giáo hội. Giây phút này, chúng ta đặc biệt cầu nguyện cho các anh chị em tân tòng, cũng như cho tất cả chúng ta giữ được lửa đức tin, để chúng ta sống sung mãn trong tình yêu của Chúa. Đồng thời, chúng ta cũng có đủ sức để làm cho ơn đức tin lan tỏa đến những người chúng ta gặp gỡ. Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho chúng con. Amen. Lạy Chúa, hồn con bao đêm kêu khấn, hỡi Ngài, Ngài ngự trên cao, có nghe tiếng con
xa vinh. Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.